vị có con em đang bị cận thị, viễn thị và loạn thị phải đeo kính thường xuyên, hãy đến tham khảo miễn phí về phương pháp ngưng tăng độ cận thị với bác sĩ nhãn khoa Chêm Trương. Bác sĩ Chêm Trương, hội viên chính thức của Hiệp hội AutoCare Hoa Kỳ với bằng cấp cao nhất chuyên môn thiết kế trong AutoCare hoàn toàn bằng điện toán digital, giúp cho con em quý vị không phải đeo kính trong thời gian ngắn nhất. Bác sĩ Chêm Trương, Eye Care Optometry FB, 11075 Warner Avenue, góc đường Euclid, trong khu chợ Caesar Bros. Điện thoại 714-418-9607, 418-9607. Hi, what's your name? Nathan Dane. How old are you, Nathan? I am 10 years old. And you do come here to do AutoCare, right? And how was your eye before you come here to do the AutoCare? It was blurry and I had to wear glasses. Mm-hmm. And my vision was 5.25 and 4.75. Okay. And how long did you wear the AutoCare lenses? I wore my AutoCare for 8 months. For 8 months? And how was it after the first night? It was blurry, but the doctor gave me glasses that I could see clearly on this, and then on the second night. Okay. And how long did you have to wear that glasses? I wore the glasses just for 1 day. Mm-hmm. And how about after that? After that, I don't have to wear it because my eyes are used to the auto cases. Mm-hmm. And then how is your eye right now? Do you see clear? My eyes clear. And then when you see doctor, what did he say about your eye right now, your vision right now? He said it was fine. Is it fine? Is it 20/20? Yes. Okay. So do you play sport at school? Yes. What kind? Basketball. Okay. So is the AutoCare lens help you on that? It helps me because the glasses were like inconvenient, mm-hmm. and with the environment of the basketball, and mm-hmm. when the ball could hit my face, and the glasses would break. Okay. All right. So, if your friends are wearing the glasses, would you recommend them about the AutoCare? Yes. All right. Thanks. And last thing, you want to say anything with Dr. James Chung? No. All right. Thank you. Quý vị có con em bị cận thị, viễn thị và loạn thị phải đeo kính thường xuyên, hãy đến tham khảo miễn phí về phương pháp ngưng tăng độ cận thị với bác sĩ nhãn khoa James Chương, là hội viên chính thức của Hiệp hội AutoCare Hoa Kỳ với bằng cấp cao nhất chuyên môn thiết kế trong AutoCare hoàn toàn bằng phương pháp điện toán digital, đã giúp hơn 80-90% các bé không phải đeo kính ngay sau đêm đầu tiên. Hãy đến website bacsimac.com để xem thêm hàng trăm chi tiết về phương pháp AutoCare và các bệnh lý về mắt. Tham khảo miễn phí, xin gọi 714-418-9607.